Chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh Báo Sản Bích Triêu. Kính thưa các anh chị, sau một thời gian trầm lắng tại đại đô thị Thủ Thiêm thì chúng ta thấy hiện nay một loạt dự án đang rục rịch để đang được thi công. Ngoài dự án Empire City đã khởi công từ năm ngoái và hiện nay đã đang cắt nóc một số cái phân khu đầu tiên, thì chúng ta thấy dự án Metropole cũng đang được thi công và với tiến độ cả ngày lẫn đêm. Chúng ta hãy cùng xem tiến độ của dự án Metropole tới thời điểm tháng 5 năm 2020. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video clip này. Nếu còn những vấn đề quan tâm hoặc cần trao đổi thêm, anh chị vui lòng comment ở bên dưới hoặc các anh chị gọi điện vào các số hotline của chúng tôi cũng như các ứng dụng Zalo, Viber, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời cho các anh chị. Để tiếp tục nhận thêm các video về bất động sản của kênh YouTube của chúng tôi, anh chị vui lòng bấm nút đăng ký, subscribe ở dưới màn hình và bấm nút chuông để anh chị là người đầu tiên để xem những video clip này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.